Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái đang chống tay nên cầm với một gương mặt rất là dễ thương này. Hãy cùng tô với mình nha. Tóc này thì mình sẽ dùng màu đen giống như trong hình mẫu này các bạn. Rất là dễ thương, rất là baby. Thì mình sẽ dùng một hàng chanh này nha. Đây là một cốm này. Xem hết video để xem thành quả của mình nhé. À, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô gái mặc chiếc áo màu cốm với khuôn mặt rất là dễ thương này. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình sẽ được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nhé.
Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu giờ tiếp theo nha.